Trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá các bộ chỉ số và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các bộ chỉ số năm 2024 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết, Thời gian qua, công tác cải cách hành chính chuyển đổi số đề án 06 của thành phố có chuyển biến tích cực, thực chất, hiệu quả. Chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2021, 2022, 2023 đứng trong top 10, đặc biệt năm 2022 và năm 2023. PA Index của thành phố xếp thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2021. Chỉ số CPAT của thành phố tiếp tục duy trì năm thứ 5 liên tiếp, đạt trên 80% năm 2023 tăng 9 bậc so với năm 2022. Xếp vào nhóm các thành phố trực thuộc trung ương có chỉ số hài lòng cao. Kết quả, chỉ số PCI của thành phố Hà Nội năm 2023 đạt 67,15 điểm, xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 0,41 điểm. Công tác chuyển đổi số, đề án 06 được triển khai quyết liệt, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, thành phố đã triển khai ứng dụng công dân thủ đô số, ai Hà Nội, kênh tương tác giữa chính quyền với người dân, các vấn đề về đời sống dân sinh, công tác minh bạch để người dân tham gia đóng góp cải cách hành chính, chuyển đổi số, chung tay xây dựng thủ đô. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phân tích khoa học, toàn diện giải pháp để nâng cao các chỉ số nhằm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của các cơ quan địa phương thuộc thành phố. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị các địa phương, đơn vị cần thống nhất nhận thức về vị trí và vai trò của cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06, nhận thức rõ chuyển các chỉ đạo này thành hành động cụ thể. Các đơn vị cũng cần chủ động sáng tạo, tiên phong xây dựng những mô hình mới để đánh giá, nhân rộng. Chỉ có thể đi tắt đón đầu phát triển nhanh, vừa nhanh vừa bền vững thì thông qua khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Mà cái này cũng đã được chứng minh trong thực tiễn. Đấy, đấy, vừa rồi thì rất nhiều đơn vị, rất nhiều địa phương. Đấy, chủ động và và tiên phong trong cái nhận những cái mô hình thí điểm, Đấy Xong đó báo cáo thành phố rồi báo cáo trung ương mà chúng ta cũng đã thành công Đấy, như là cái cái cấp thiếu lịch lịch tư pháp rồi như là cái uh, xây dựng cái sổ sức khỏe điện tử Đấy, rồi cái trông giữ xe theo cái mô hình là hai một có cái công nghệ hai một có trên cơ sở kết quả đánh giá các chỉ số hôm nay phó chủ tịch chỉ đạo các đơn vị địa phương cần đánh giá xác định rõ những nội dung đã đạt được và chưa đạt được đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới